Sự tích con nhái. Ngày xưa có một vị hòa thượng trẻ tuổi, nổi tiếng chân tu. Mọi thị dục của bản thân, hòa thượng đều kiên quyết cắt dứt, chỉ một lòng chuyên chú vào lẽ hư vô của đạo thiền. Nhà vua nghe tiếng, vô cùng kính trọng, vời về cung, ban phước quốc sư và sai tu bổ một ngôi chùa ở Nam Kinh Thành để cho sư trụ trì. Nhưng hòa thượng từ tạ vua, chỉ xin phép đi xem chùa chiền, cảnh đẹp trong thiên hạ. Một hôm, hòa thượng một mình tìm đến một ngôi chùa xa ở vùng Bắc. Ở đó có một vị sư bạn trụ trì mà hòa thượng lâu ngày chưa gặp. Từ lâu, Phật bà Quan Âm đã nghe tiếng đồn về hòa thượng. Phật bà định bụng thử xem con người đó như thế nào. Nếu quả đúng là chân tu thì Phật bà sẽ đưa về Tây Trúc cho hóa thành Phật. Lúc hòa thượng sắp qua một con sông rộng, Phật bà hóa ngay là một cô gái rất đẹp, chống đò cập bến, chờ khách quá giang. Hôm ấy cũng theo phép mầu nhiệm của Phật bà, khúc sông đó trở nên vắng vẻ, người và thuyền bè qua lại rất ít. Khi hòa thượng chui vào trong khoang đò thì cô gái nhổ sào chèo ra giữa sông. Đoạn nàng chèo thuyền đến một bãi cát vắng đậu lại. Hòa thượng lấy làm lạ, hỏi cô lái vì sao không đi thẳng qua bờ bên kia. Cô lái chỉ đợi có câu hỏi ấy là buông chèo, cười một nụ cười rất tình tứ rồi cùng chui vào khoang. Trả lời một cách trắng trợn là thấy sư đẹp trai quá nên cắm lại đấy, cầu xin một chút tình yêu. Hòa thượng vốn nghe nói con gái ở vùng này có nhiều người đáo để nên nghiêm nét mặt lại. A-di-đà Phật, mong người trần giới buông tha cho kẻ tu hành này. Nhưng cô lái đò đâu có buông tha, cô cố sáng lại gần gợi tình. Hòa thượng không nói gì, lẳng lặng mở gói lấy quyển kinh Kim Cang Cương Tam Muội ra tụng. Tiếng đọc của sư mọi lúc mọi lớn át cả tiếng của cô lái đò. Nhưng cô lái đò vẫn cười cười nói, rồi cô che tay lên quyển kinh. Hòa thượng ngoái cổ nhìn ra ngoài đò rồi nghiêm khắc cảnh báo. A-di-đà Phật, trong người bần tăng có một tờ lệnh chỉ của hoàng đế. Trong đó, hoàng đế đã ra lệnh là hễ người nào phạm vào người bần tăng sẽ bị án trảm quyết. Vậy bần tăng mong người đừng phạm vào phép của thiên tử. Lời dọa của nhà sư không làm cho cô gái nhục một tí nào. Cô nói, em đang muốn chết đây, em chỉ mong chàng đoái thương một tí rồi chết cũng thỏa. Nhưng hồi lâu, thấy lòng nhà sư không chuyển, cô lái đò lại thi hạng một mưu khác, cố quyến rũ cho bằng được. Cô bắt đầu cởi áo ra. Khi chiếc yếm có đuôi nhạn bỏ xuống, thì hòa thượng nhắm mắt lại. Hòa thượng quay về cái gối, lấy chiếc áo của mình khoác vào người nàng. Trong khoang đò chật chội, tai hòa thượng vẫn lần tràn hạt, miệng vẫn lẩm nhẩm đọc kinh. Trong khi đó, những tiếng cô gái như mật rót vào tai. Chàng thương em một tí, chàng nhìn ra ngoài xem không có một ai cả. Nhưng vô hiệu. Phật bà Quan Âm rất cảm động. Những người con Phật như thế này rất xứng đáng chiếm một chỗ ngồi trên niết bàn. Nhưng đã thử thì phải thử cho trót. Lần tấn công thứ 9, cô gái vẫn bị cự tuyệt. Hơi thở của cô gái trẻ và đẹp phảng phất ở trên má. Nhưng nét mặt của hòa thượng vẫn không thay đổi. Nhưng đến lần thứ 10, cô gái không ngờ thành lũy tưởng là kiên cố lại bị hạ một cách bất ngờ như thế. Bằng tay hòa thượng tự nhiên bỏ lên mình nàng. Thôi, thế là chỉ trong một phút vứt bỏ hơn 20-30 năm tu luyện. Thế là chuyến đó Phật bà Quan Âm không được hài lòng. Giận vì hòa thượng đã thiếu kiên trì trước sức cám dỗ của thị dục. Mà đã như thế thì thanh danh cũ không còn đáng đếm xỉa nữa. Nên Phật bà lại cấm cổ hòa thượng vứt ngay xuống sông như người ta vứt một cái xác. Như thế mà Phật bà còn cho là chưa đáng tội, bà còn bắt hóa làm loài nhái là một động vật hạ đẳng. Cũng vì thế mà người ta nói rằng, ngày nay dòng dõi của loài nhái vẫn còn giữ các thói quen của tổ tiên. Ví dụ,
khi chúng ta chặt đầu, chúng vẫn chấp hai chân trước lại với nhau như người đang vái. Những kẻ buôn người. Năm 1981, sau khi Trung Quốc giải phóng, trăm nghề hưng thịnh, thôn Tả Hậu, tỉnh Liêu Ninh hẻo lánh, chuyên sống bằng nghề trồng bán dược liệu, cho nên có người gọi vùng này là làng thuốc, nổi danh toàn quốc. Các tiệm buôn thuốc đông y nơi thành phố lớn đều đến đây mua dược liệu. Có cô gái tên là Hán Hà, cha mẹ đều sống bằng nghề trồng thuốc. Hán Hà tuy mới 17 tuổi, nhưng tính tình thẳng thắn. Thấy các lái buôn đến buôn mua thuốc, thường hay lường gạt, ép giá, nên cô tự đứng ra kêu gọi dân làng đoàn kết vì quyền lợi chung. Cô đại diện toàn thôn, cùng thương nghị với lái buôn, đòi mức giá hợp lý. Điều này giúp cho nông dân kiếm được nhiều tiền, nên dân làng đều tán thán ủng hộ cô. Đỗ Nghiêu là một đại thương gia đến từ Thượng Hải, phát hiện tài năng của Hán Hà, thầm nghĩ nếu như cô được huấn luyện, trong tương lai nhất định có thể kiếm được nhiều tiền cho ông. Đỗ Nghiêu bèn hứa sẽ cho Hán Hà làm chức lớn và trả lương cao, mời cô lên Thượng Hải. Hán Hà vì gánh nặng phải lo cho song thân tuổi cao và người anh tàn phế đôi chân, nên chịu nhận lời của Đỗ Nghiêu. Đài Loan rất thiếu trung dược, nên các thương nhân thường đổ xô qua đại lục thu mua thuốc với giá rẻ. Có Trần Đồng Tân mở tiệm thuốc ở Đài Loan từ năm 1988, mỗi năm đều qua Thượng Hải mua dược liệu, do vậy mà quen với Đỗ Nghiêu và Hán Hà. Đồng Tân có một người em trai tên là Hù Tân, mở công ty môi giới hôn nhân, chuyên giới thiệu các cô gái từ Đại Lục và Đông Nam Á lấy chồng Đài Loan. Hù Tân lợi dụng mối giao tế của anh mình, thường dẫn các ông chưa vợ qua đại lục tìm đối tượng. Tháng 11 năm 1981, công ty Hù Tân lại có hai người khách, La Bang và Vương Đồng Nghĩa. Họ tuổi ngoài 30, trông có vẻ là kẻ tài ba bổng mực. Cả hai nói chuyện rất hào sảng, thu hút. Họ ngỏ ý muốn tìm vợ ở đại lục và hứa sẽ trả phí cao. Hù Tân luôn miệng nói sẽ tận lực đáp ứng. 3 tháng sau, Hù Tân dẫn Bang và Nghĩa đến Thượng Hải, ngụ tại biệt thự của Đỗ Nghiêu. Tối hôm đó, Đỗ Nghiêu đãi tiệc cho 3 vị khách, Hán Hà và nữ nhân viên phục vụ Vương Hiểu Hoang cũng có mặt ở đó. Trong buổi tiệc, La Bang nói mình là tổng giám đốc công ty điện tử, có 3 công ty chi nhánh và hơn 200 nhân viên. Do hàng ngày bận rộn làm việc nên bị vợ ruồng bỏ. Bây giờ y đang cần tìm một hiền thê thông minh, dịu dàng, có thể giúp cho y phát triển sự nghiệp. Tiếp đó, thì Nghĩa giới thiệu mình là chủ công ty kiến trúc, hàng ngày bận rộn đi khắp 3 vùng Bắc Trung Nam Đài Loan để xử lý công trình, vì không có thời gian bầu bạn với bà xã, nên bị ly hôn. Hiện muốn tìm một phụ nữ hiền lành, biết cảm thông, làm vợ. Bàng và Nghĩa giới thiệu rơm rã về mình, cộng thêm Hồ Hân góp lời ca ngợi, khiến Đỗ Nghiêu nghe qua không ngớt gật đầu tán thưởng. Hán Hà là thiếu nữ chưa chồng, nghe họ nói liền dệt mộng. Hai vị đại gia có sự nghiệp lớn, tài mạo song toàn này mới đúng là đối tượng hoàn hảo mà nàng hằng mơ ước. Hán Hà thầm nghĩ, gia cảnh mình nghèo, không học vấn. Nếu như một trong hai người này không chê bỏ, thì nàng ưng ngay. Nàng sẽ đổi đời, vừa cải thiện sinh hoạt túng bấn của gia đình, mà bản thân cũng thành là phu nhân tổng giám đốc, được bao người kính mộ. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, trong ánh nhìn Hán Hà đầy vẻ khát khao về ước muốn đổi đời, hai gã Bang và Nghĩa nhìn thấu hết. Hù Tân còn phụ nói vào thêm, cộng thêm sự tán thưởng của Đỗ Nghiêu thì kết quả dễ dàng đạt thành. Vị trí đã định xong, Hán Hà sẽ gả cho Vương Nghĩa, còn La Bang thì cưới Hiểu Hoang. Trong lúc hai cô gái dệt đầy mộng đẹp về cuộc sống lứa đôi, thì Bang và Nghĩa lòng khắp khởi mừng thầm, vì họ vượt quăng lưới đã bắt ngay được mẻ cá. Nhờ Hù Tân nhiệt tình giúp đỡ, hai tân đương được đưa về Đài Loan. Vừa xuống phi trường, thì Hán Hà và Hiểu Hoang lập tức bị tập đoàn lưu manh người rắn
chở đến khách sạn Đào Viên giam lỏng và bị tịch thu hết hộ chiếu. Lúc này, Hán Hà và Hiểu Hoang mới tỉnh mộng, biết là mình đã rơi vào tổ quỷ. Hôm sau, Bang và Nghĩa cùng thủ lĩnh người rắn là Thái Khôn Lâm đến uy hiếp Hán Hà, Hiểu Hoang. Họ nói, nếu như hai nàng không chịu tiếp khách mà đi báo cảnh sát, thì không những tính mạng bị nguy mà người thân bên đại lục cũng sẽ bị hại. Để chứng minh họ không nói dối, tên Lâm đầu đảng còn chìa ra hình cha mẹ hai người và mô tả cảnh nhà hai cô rõ mồn một. Hán Hà tự biết khó thoát tay quỷ, đành nén chịu, chờ thời cơ thoát thân. Còn Hiểu Hoang thì khó mà tiếp nhận được sự thật tàn khốc này, nên la hét khóc than, làm ầm náo đến chết đi sống lại. Tên Lâm thâm độc, bèn nhốt Hiểu Hoang, cho thủ hạ cưỡng hiếp và đánh đập nàng. Hiểu Hoang thân tâm đều bị giày vò tàn khốc, đành khuất phục tiếp khách, cho đến khi gặp cảnh sát truy quét tội phạm mới được trả về đại lục. Nhưng lúc đó Hiểu Hoang đã nhiễm bệnh dẫn đến di chứng vô sinh, hiện còn đang trị liệu. Phần Hán Hà, tên Lâm không những bắt nàng liên tục tiếp khách mà còn dụ nàng hút ma túy và đánh bạc. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, cô gái trẻ trung xinh đẹp Hán Hà đã biến thành da vàng, gầy ốm. Cuối cùng thì suy sụp, hay ngất. Qua kiểm tra, bị mắc bệnh ung bú. Một khi tên Lâm thấy Hán Hà không còn giá trị lợi dụng nữa, thì hắn chẳng đeo phiền não vào làm gì, bèn cho tập đoàn buôn lậu đưa Hán Hà trả về cố hương của nàng. Đến đây, sống chết không rõ. Ngạn ngữ Tây Phương nói, người trường kỳ làm ác, trong tâm nhất định không an. Ba tên Lâm, Bang và Nghĩa chuyên môn dụ dỗ gạt lường, ép các cô gái đại lục và Đông Nam Á đến Đài Loan bán dâm. Bọn hắn đã thu lợi rất nhiều, trải qua tháng ngày phú lạc, nhưng chúng vẫn luôn bị bất an, vì đêm đêm nằm ngủ, thường bị hình ảnh bi thảm của các thiếu nữ không ngừng xuất hiện ám chúng. Kẻ bị hại, đầu bù tóc rối, hình dạng như quỷ dữ, cưng nghiến răng, nguyền rủa chúng. Mới đầu thì lâu lâu mới thấy một vài lần, sau đó thì đêm nào cũng thấy. Vào tháng 7 năm 1995, ba tên côn đồ này suốt trong một tháng, đêm nào cũng mơ thấy ác mộng giống nhau. Chúng còn thấy một cô gái mắc bệnh cùi, mặt mày hung ác, cười rất ghê rợn, tiếng cười càng lúc càng khiến cho ba gã sợ hãi kinh hoàng, toàn thân xuất hạng mồ hôi. Hôm sau, thân thể của họ đều cảm thấy khó chịu giống nhau, vì vậy họ cùng đi tìm bà Đồng nổi danh để giúp họ trục tà. Bà Đồng đề nghị họ nên xuất ngoại du lịch, quay về sẽ không có việc gì. Ba người cho là có lý, nên 4 ngày sau thì bay sang Thái Lan du lịch và cho là ác mộng sẽ không quấy rầy. Nào ngờ, đêm đầu tiên trên đất nước Thái Lan, họ vừa nhắm mắt thì yêu quỷ đã xuất hiện, còn quấy nhiễu dữ dằn hơn ở Đài Loan, khiến tinh thần bọn họ càng bị khủng bố căng thẳng. Một tuần sau, La Bang tự nhiên phát điên, y được đưa về Đài Loan, hiện nay đang điều dưỡng tại bệnh viện tâm thần ở Chương Hóa. Còn Lâm và Nghĩa sau đó càng thê thảm hơn. Lúc ở tại Thái Lan, họ không tiếp xúc bất kỳ ai, nhưng khi về Đài Loan rồi thì cả hai đều cảm thấy không khỏe, thân họ càng ngày gầy ốm. Bệnh viện Đài Loan khám không tìm ra nguyên nhân, họ phải bay sang Mỹ khám bệnh và phát hiện mình mắc bệnh S. Nửa năm sau, họ bị bệnh giày vò, thân thể lở loét, đau đớn tột cùng, rồi chết tại Mỹ. Người hành thiện tiết đức, tâm luôn sung mãn hỷ duyệt. Người làm ác, lương tâm ngày đêm sẽ bị trách phạt nghiêm trọng, sống không được an, thống khổ vạn phần hơn là chết. Nhìn xem gương những người mua lợi, gạt ép các cô gái bán dâm như thế này, kết cuộc đều sẽ giống như ba người, Lâm, Ba. Những điềm mộng báo trước. Lời tác giả. Xin giải thích. Đây là chuyện kể về những giấc mộng báo trước nạn tai xảy ra trên thế gian, do một pháp hữu của tôi nằm thấy, rất có giá trị và đáng để chúng ta tham khảo, vì có ý nghĩa rất lớn đối với việc biến hóa thế nhân.
xin hãy đọc và rút ra những tinh hoa để sống tốt, cũng như phổ biến những điều hay này. Nguyện mọi người đều tin sâu nhân quả, siêng năng đoạn ác tu thiện. Tất cả đại nạn phát sinh trên đời đều do ác nghiệp chung của mọi người tạo trong quá khứ đã chín mùi mà chiêu cảm nên. Nếu như ngay đây, mỗi người tự biết phản tỉnh sám hối, đoạn ác tu thiện, thì có thể chuyển cộng nghiệp thành biệt nghiệp, khiến ác báo trong quá khứ chẳng có thể trổ mà không thọ ác quả. Quan trọng là ta không được tái phạm lỗi cũ, không tiếp tục tạo ác nữa. Chúng ta hãy phát nguyện từ phút giây này về sau, thề đổi mới bản thân, làm lại từ đầu, chân thành sám hối, bỏ xấu khuân tốt, dứt sát ăn chay, phóng sinh, rộng hành thiện nghiệp, nghiêm giữ năm giới, tự nhiên đời sống sẽ cát tường bình an. Nguyện mọi người nỗ lực tu sửa bản thân trong sáng, để cuộc sống luôn rạng rỡ hạnh phúc. Đây không phải là bài văn của đương sự, tôi chỉ là người viết thay sau khi được thuật giả kể ra câu chuyện và ủy thác nhờ phổ biến dùm. Bây giờ mời bạn đọc nghe câu chuyện kể của người trong cuộc. Hiểu rõ chân tướng địa chấn. Nhiều năm nay nước tôi thường xảy ra tai nạn, đặc biệt là mấy năm gần đây. Vấn Châu liên tục bị đại chấn, Ngọc Thụ cũng bị địa chấn. Lục lội giáng toàn quốc, khí hậu lạnh nóng thất thường, tai nạn liên biên. Mấy ngày trước, Nhã An Lô Sơn phát sinh địa chấn, việc này đã khiến tôi đứng ngồi không yên. Tôi nghĩ mình cần phải đem những điều đã thấy trong mộng phổ biến ra, cũng là để báo đáp đại ân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Chắc chắn sẽ có nhiều người phản cảm với những điều kể trong mộng, sẽ cho đây là lời hoang đường vô căn cứ. Cho dù quý vị khinh rẻ xem thường những gì tôi kể ra, đối với tôi cũng không hề chi. Tôi chỉ hy vọng chỉ cần trong số độc giả có được ít người chịu hồi tâm hướng thiện, như vậy là thỏa mãn lắm rồi. Trung tâm của vũ trụ vốn là tình thương, là lòng đại bi. Có lòng yêu thương nhân ái, con người và vạn vật mới sống với nhau thuận thảo, hài hòa. Nghĩa là, ta không làm gì xâm phạm môi trường thiên nhiên, mà luôn trân trọng bảo vệ từng cọng cây ngọn cỏ, từng sinh mạng của người và vật. Nếu mọi loài sống hài hòa như vậy, thiên hạ sẽ thái bình. Phật Pháp giảng, vạn pháp giai không chi, có nhân quả bất không. Tận hư không khắp pháp giới vốn là đồng thể, đều là anh chị em. Đối với núi sông đại địa, khoáng sản và động thực vật, chúng ta phải có lòng trân quý, ái tiếc. Nếu làm tổn thương, chúng ta sẽ nhận quả báo dồi dược. Đây chính là luật nhân quả căn bản của vũ trụ, là thế giới quan vô hạn lượng. Bây giờ chúng ta phải động não, chịu khó tư duy để nhận chân vấn đề cho thấu đáo. Vì sao nhân loại đối với thiên nhiên không ngừng phá hoại, chiếm đoạt và luôn gặp phải bão lũ cuồng phong do thiên nhiên đáp trả lại? Trong tạng truyện Phật giáo có một cuốn tên là Mộng Du Già. Trong đây liệt kê có 3 loại mộng. Loại 1 là thường nhân hay nói, ngày nghỉ làm sao, đêm chiêm bao như vậy, cho nên các giấc mộng này hoàn toàn không có ý nghĩa, không rõ ràng và không logic. Loại 2 do nghiệp lực tạo trong quá khứ hiển thị qua mộng, chẳng hạn như đương sự thường mộng thấy bị người truy sát, vân vân. Loại 3 do công phu tu hành đạt đến cảnh giới cao, tâm định phát dụng, hoặc được thần linh báo mộng, mộng này cần hội đủ 3 điều kiện. 1. Có trí huệ bẩm sinh, tức là trí huệ do nhiều đời tu hành tích lũy. 2. Có công phu thiền định tương đối cao, ra khỏi bùn nhơ và bất nhiễm chính là thiền tối cao. 3. Do phúc báo hành thiện nhiều đời tích lũy thành. Loại mộng thứ 3 luôn thấy rất rõ ràng, giống hệt như đang xảy ra ban ngày vậy. Phật giáo gọi mộng này là
Thanh Minh Mộng Cảnh. Đây là linh mộng, thường xuất hiện sau 3-4 giờ sáng. Mộng này liên quan đến chân tướng vũ trụ nhân sinh. Các vấn đề này trong cuốn Đại Đức Đích Tương Quang Luận Thuật có giảng giải rất cụ thể và tỉ mỉ. Trước khi tường thuật các giấc mộng dự báo địa chấn, tôi nghĩ mình nên nói một chút về chuyện động vật, hay đến báo mộng, thỉnh cầu phóng sinh. Đây là cảnh mà vài pháp hữu của tôi cũng thường thấy. Hàng năm, cứ bắt đầu vào xuân, là loài rắn thường đến báo mộng cho tôi, xin tôi hãy đi phóng sinh chúng. Nhưng năm ngoái, chúng báo mộng vào cuối năm, còn báo mộng cho chồng tôi nữa. Có lúc, chúng báo mộng cho tôi liên tục suốt 3 đêm liền, xin tôi hãy phóng sinh con chúng trước, rồi sau đó mới thả chúng. Cuối cùng, chúng còn nói, nếu tôi phóng sinh chúng rồi, chúng sẽ rất tri ân, còn nếu như không thả, tâm báo oán của rắn rất mạnh. Xem ra động vật cũng rất yêu con mình, dù là độc xà, song những con rắn này lúc sinh thời có một số đã từng là người tu hành, cho nên rắn rất có linh tính. Chỉ vì tâm sân quá nặng, cho nên bị đọa lạc làm rắn, chính tâm sân cực mạnh đã sản sinh ra độc độc. Rắn cũng có một số là tiểu long hóa hình, là loài rồng nhỏ này vẫn có khả năng khuấy động địa cầu, gây ra tai nạn. Chúng có thể trở thành long thần, hộ pháp đắc lực cho người tu, nếu chúng phát tâm quy y Phật, tình nguyện hộ vệ tam bảo. Các động vật khác cũng thường báo mộng cho tôi, kêu tôi hãy cứu chúng. Thường thì con vật báo mộng ngày thứ nhất là hôm sau ở ngoài đời thực, tôi sẽ gặp chúng. Trễ lắm thì ngày thứ ba, cũng gặp loài động vật này, tình cảnh giống hệt trong mộng. Một lần nọ, có hai đội thiền nguyện đi phóng sinh, một đội thả cá chép và một đội thả ba ba. Tôi không tính đi, nhưng có chuẩn bị chút tiền gửi cho đội phóng sinh ba ba. Trong tâm, chỉ có ý tưởng vậy thôi. Nào ngờ tối hôm đó, ba ba báo mộng, kêu tôi hãy đi thả chúng, còn dặn tôi ngồi xe xuống trạm nào nữa. Trong mộng còn thấy rõ cảnh đội trưởng thả cá chép đang nói chuyện với người khác, bên cạnh còn có xe tải lớn. Ba ba còn dặn tôi phải dùng tay che mặt lại, đừng để cho trưởng đoàn thấy tôi. Chúng bảo, cô thả chúng con sẽ được phúc, các con của cô rất ngoan, dễ dạy, và tình cảm hai vợ chồng cô sẽ rất đầm ấm. Các động vật trong mộng còn kể cho tôi nghe chúng chết làm sao. Hồi làm người đã tạo ác nghiệp gì, luôn nói là chúng sẽ rất mang ơn khi được phóng sinh. Mà thực vậy, loài vật rất có tâm biết ơn. Tôi từng phóng sinh hồ ly. Vậy mà 3 lần trong mộng, chúng đã đến thăm tôi, bày tỏ niềm trân quý, thân thiết, thậm chí còn báo trước cho tôi biết rất nhiều việc sắp xảy ra. Chúng có thể biết trước tương lai sẽ phát sinh tai nạn nào. Chẳng hạn như cuối tháng 6 năm ngoái, hồ ly đã báo mộng cho tôi, nói là tháng 7 sẽ có đại tai nạn. Kết quả, ngày 21 tháng 7, Bắc Kinh phát sinh lục lội khủng khiếp. Còn như trước khi Nhật Bản xảy ra đại địa chấn và sóng thần, thì loài cua đã báo trước cho tôi. Trong mộng, tôi thấy chúng lộ vẻ kinh hoàng lúng túng, từ đáy đại dương ngoi lên bảo tôi, ngày thế giới diệt vong đến rồi. Hôm sau, tôi kể cho chồng nghe là sẽ có địa chấn và sóng thần. Kết quả 3 ngày sau, phát sinh địa chấn tại Nhật Bản. Những động vật báo mộng này rất có linh tính, chúng biết rất nhiều về chân tướng sự thật của vũ trụ, không như con người chúng ta, vẫn tưởng và cho là động vật là ngu si, không có lý trí. Tôi đã 11 lần mộng thấy ngày thế giới mạt, bắt đầu từ cơn địa chấn tại Vấn Châu. Hoạn nạn này là do chúng ta sát sinh quá nhiều mà chiêu cảm nên. Có nghĩa là, từ cơn địa chấn Vấn Châu đã khởi sự cho thấy thời kỳ thế giới mạt. Nhưng nói tận thế hay thế giới diệt vong không phải là địa cầu sẽ nổ, sẽ bị hủy diệt, hay nhân loại chết sạch hết, mà có nghĩa là
tai nạn sẽ xảy ra rất nhiều, rất khủng khiếp. Tận thế là dứt kiếp của người ác, có nghĩa đây là thời điểm trả báo, đến lúc diệt vong chung, của kẻ tạo nhiều lỗi, khi quả đã chín mùi thì báo tới. Tai nạn chung chính là cộng nghiệp khiến người ta đồng thọ báo chung, trong mộng còn nói rõ. Thế nhân đều biết, năm 2012 là bắt đầu thời thế giới mạt, nhưng con người vẫn có thể sửa đổi, chuyển hóa bằng thiện nghiệp. Song, nếu như chúng ta vẫn sát sinh không ngừng, tùy tiện tạo đủ nghiệp ác, thì sẽ rơi vào ngày mạt trên thế giới này. Đây là kết quả của việc sống làm lỗi mà nhân loại phải tự gánh. Những năm gần đây, tai nạn xảy ra liên miên bất đoạn, bao gồm địa chấn đang xảy ra đương thời. Đặc biệt là loài thủy tộc biết trước rất rõ. Cách đây không lâu, cá chạch đã báo mộng cho tôi, nói do nhân loại ăn thịt thủy tộc và động vật rất nhiều, tất nhiên để rửa hận, chúng sẽ gây nên một trận ôn dịch, báo oán, khiến những kẻ sát hại chúng bị mạng vong. Trong mộng, chúng còn cảnh báo rằng, lãng phí một chén cơm sẽ bị đói và giảm thọ một ngày, giết một con gà vân vân sẽ giảm thọ một năm. Báo mộng Nhã An Lô Sơn bị địa chấn. Trước khi Lô Sơn bị địa chấn chừng 2-3 tháng, một buổi tối, tôi có mộng thấy cảnh địa chấn nhưng mơ hồ nên không nghĩ là nó sẽ xảy ra nghiêm trọng đến như vậy. Vào đêm Lô Sơn địa chấn, trong mộng cảnh báo rằng nạn này là do rắn, một loài rồng nhỏ báo thù. Bởi vì chúng ta ăn con cái thần dân của chúng quá nhiều, tâm oán hận của loài long xà rất mãnh liệt, cho nên chúng sẽ báo thù rất mạnh. Ở Tứ Xuyên, do con người sát sinh quá dữ nên tai kiếp khó tránh, vì vậy mà cả hai lần địa chấn đều xảy ra ở Tứ Xuyên. Trong mộng còn nhắc nhở mọi người, năm nay phải nên phóng sanh thật nhiều rắn, hơn nữa phải thường đi chùa, tu thân tạo đức mới có thể tránh được tai nạn sau này. Nhưng nếu như con người cứ tiếp tục sát sinh, phá thai là tội nặng. Hiện nay trong xã hội, vấn đề phá thai ngày càng nghiêm trọng. Quả báo phá thai rất đáng sợ, không những ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng, mà còn tạo nên thống khổ cực lớn cho tâm tư lẫn sức khỏe của nữ giới. Hơn nữa, tương lai còn phải chịu khổ báo nơi địa ngục. Chúng ta phải tận lực đề xướng, thuyết yêu quý thân mạng, ngăn cấm việc phá thai. Đệ tử tài gia của Phật nên sống chung thủy, tiết dục, giữ gìn và quý trọng sức khỏe mình. Riêng đối với người đã phá thai, không phải chỉ sám hối thôi, mà còn phải phóng sinh, tụng kinh hồi hướng cho vong thai mới mong giải oán kết. Ngày nọ, có một nữ sĩ họ Kim đến phòng mạch chúng tôi khám bệnh. Cô trông rất thanh tú, búi tóc trái đào, dung nhan buồn thảm, mặt tối sầm, trông rất tiều tụy. Vừa vào cửa, cô Kim thống khổ, nói thật nhỏ. Bác sĩ ơi, xin hãy giúp tôi với, cứu tôi với, cả người tôi đau đớn, bác sĩ ơi. Tôi bắt mạch cho cô ta, thấy mạch mệt mỏi vô lực như vừa trải qua cơn bệnh nặng. Tôi liền hỏi. Cô giáo gần đây có phá thai không? Cô Kim bật khóc, sụt sùi kể. Tôi năm nay 35 tuổi, khó khăn lắm mới có được em bé, mang thai được 7 tháng. Đến bệnh viện kiểm tra, thì bác sĩ nói tim em bé phát triển không ổn định, tốt nhất nên đình chỉ việc mang thai. Nhưng mà trong lúc tôi đang do dự chưa quyết, thì bắt buộc phải dâng theo ý người nhà, triệt phá cái thai 7 tháng đó đi. Kể từ hôm phá thai xong, tâm lực tôi suy sụp cùng cực, mãi cho đến nay, lúc nào tôi cũng có ý muốn tự sát và rất thống khổ. Bác sĩ ơi, hãy cứu tôi với, bác sĩ. Kim nữ sĩ vốn là người có sự nghiệp thành đạt,
Cô kết hôn đã 3 năm, rất khao khát có con. Năm nay, nguyện ước cuối cùng cũng đạt được. Nhưng do thời kỳ đầu mang thai, cô thường phải ra ngoài công tác, lại thêm chuyện xã giao thù tạc với khách, dẫn đến việc tạo nghiệp sát sinh liên miên. Cô đã không biết bảo vệ sức khỏe mình trong lúc mang thai, lại chẳng có cơ may được nghe giảng hay biết đến Phật Pháp. Suốt 7 tháng mang thai, cô cũng không gặp được người bạn Phật tử nào, do chẳng biết bảo vệ thai tốt mới tạo thành bi kịch như vậy. Nhìn Kim nữ sĩ đau khổ, tôi khuyên cô không nên kích động. Phá thai đối với phụ nữ rất là nguy hiểm. Cô phá đứa con đã 7 tháng lại còn nguy hiểm hơn. Sát hại phá thai hết sức nghiêm trọng, không những gây tổn hại cho sức khỏe của bản thân, mà còn làm giảm thiểu hạnh phúc, ảnh hưởng đến sự phát triển sự nghiệp gia đình về sau. Bây giờ ngoài việc chữa trị bằng thuốc men, cô còn phải thành tâm thành ý sám hối các sát nghiệp của mình đã tạo ra. Hãy vì dông thai tụng kinh, Phật thuyết trường thọ diệt tội hộ chư đồng tử Đà La Ni kinh, ít nhất 7 bộ. Hằng ngày nên tụng đều đặn 1-2 bộ, có thể quỳ tụng rồi hồi hướng cho dông thai bị phá, giúp nó nghe Phật Pháp sớm giảng sinh thiện đạo. Cô Kim nghe xong, gật đầu. Được 1 tháng rưỡi cô đến, tôi thấy mặt mày cô đã đổi khác, nhan diện tươi hồng, tinh thần phấn chấn. Cô hớn hở bắt tôi. Hiện giờ sức khỏe em đã hồi phục 9 phần, tâm lý của em cũng thoải mái, không còn tư tưởng muốn tự sát nữa. Thật là cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Nhìn cô sống lại, tìm được niềm tin. Tôi nói với cô rằng cô không cần cảm ơn tôi, hãy cảm tạ Phật Pháp. Tất cả chúng sinh đều có Phật tính, vì vậy ta phải dùng lòng từ bi đối với mọi chúng sinh, không nên làm thương hại. Từ vô thủy kiếp đến đây, do không được nghe hay biết đến Phật Pháp, mà chúng ta tạo vô lượng tội, làm thương hại vô số chúng sinh. Cho nên, ta phải thành thật nhận ra lỗi lầm của mình, không oán trời, trách người, chỉ thành tâm sám hối, rộng làm công đức hồi hướng cho những kẻ bị mình làm tổn hại. Có như vậy mới mong được chúng sinh tha thứ. Khi cô về nhà, nên thường xuyên đọc, nghiên cứu kinh Phật cho nhiều, ráng xem kinh Kim Cang Sư Tuyên Hóa Giảng để hiểu ý nghĩa quan trọng của cuộc sống. Xem xong kinh, cô sẽ biết mình phải làm sao. Chính trong bước đường học Phật tu hành thực tiễn sẽ tìm ra con đường ly khổ được vui, nếm mùi vị đại giải thoát, sống một đời có trí tuệ, và thai nhi bị phá cũng nhờ nguyên nhân không ngờ. Có một nữ cư sĩ hơn 60 tuổi đến bái kiến hòa thượng, kể là bản thân mình mấy mươi năm nay luôn cảm thấy khó thở nơi ngực, nhưng đi bệnh viện khám vẫn không ra bệnh. Bà uống thuốc đông tây y đủ hết nhưng không hiệu quả, khẳng định là trị không hết. Nghe sư phụ giảng Phật Pháp, bà rất tin. Xin sư phụ quan sát dùm xem bản thân bà đã tạo nghiệp chi mà bị bệnh này. Hòa thượng diệu pháp hỏi. Bà ngày trước ở nông thôn mà. Dạ, con vốn ở dưới quê, sau này mới theo chồng chuyển lên thành phố. Lúc bà còn ở dưới quê, trên mái nhà bếp có một tổ chim yến, bị bà chọt rớt phải không? Dạ phải, tổ yến làm ở phía trên, rất là dơ bẩn, vì vậy con mới dùng cây chọt rớt xuống á. Sau đó thế nào? Chim yến về thấy tổ biến mất, buồn rầu bay lên bay xuống quanh gian bếp, rồi lượn vòng vòng trước nhà kêu than rất là lâu, sau đó không biết nó đi đâu nữa. Hòa thượng diệu pháp khai thị. Tất nhiên, bà có thể dùng biện pháp ổn thỏa, thích hợp hơn để dời tổ yến. Nhưng bà lại hành động thô bạo, khiến chúng mất đi trú xứ, không nhà có thể về. Phật giáo luôn nói, chúng sinh bình đẳng, vì tánh linh và tình cảm loài vật không khác người. Hiện nay chẳng phải xã hội cũng đang đề xướng người và thiên nhiên sống chung hài hòa hay sao? Hành vi làm tim sinh linh đau đớn cũng là một trong các nguyên nhân khiến bà ngạt thở. Tử cư sĩ như bừng tỉnh,
gật gù nói phải. Sư phụ lại hỏi, bà là người rất tiết kiệm, biết quý tiết tài vật. Hãy đi trên đường mà gặp phế phẩm người khác ném bỏ, thì lượm đem về, tích trữ, dồn cất cho nhiều, rồi đem bán ve chai lấy tiền. Có việc này chăng? Nữ cư sĩ hỏi ngược lại. Con không có hề trộm, đoạt của ai, chỉ lượm chút phế phẩm bán để kiếm thêm ít tiền, vậy mà cũng có tội hay sao? Ta không nói có tội. Chiếu theo gia cảnh nhà bà, đời sống rất sung túc. Lẽ ra, bà nên nhường những phế phẩm đó cho người bần cùng khốn khổ hơn lượm. Vì gia cảnh bà đã rất khấm khá, mà còn đi làm vậy, đó là tâm tham. Người học Phật nên từ bi hỷ xả, phải nhớ điều này. Ta không hề kết tội, mà chỉ khuyên bà hãy nhường cho kẻ nghèo. Bà có hiểu ý ta nói chăng? Nữ cư sĩ có vẻ xấu hổ đáp. Sư phụ nói rất là đúng. Con chỉ nghĩ đơn giản rằng, vật người khác ném bỏ thì mình nhặt bán lấy tiền, không lượm lậu uổng phí. Con chẳng có nghĩ sâu xa như ngài. Từ nay, con quyết không lượm nữa. Hòa thượng mỉm cười. Lỗi bà phạm tuy nhỏ, nhưng làm chướng ngại sự tu hành thanh tịnh. Vì vậy mà hô hấp chẳng thông. Hiện giờ, bà cảm thấy tốt hơn chưa? Nữ cư sĩ hiểu ra, có vẻ ngạc nhiên, và vui mừng nói. Ôi chào, con thật sự đã khỏe nhiều rồi. Toàn thân thoải mái. Nguyên dân đáng sợ. Tất cả báo chí hôm đó đều đăng hằng tiết này. Bác sĩ trẻ Vương Vĩ Lục tự sát vong thân, khiến người xem khó mà tin được. Bác sĩ Trương năm nay 29 tuổi, năm ngoái sau khi tốt nghiệp, chàng phục vụ tại bệnh viện chính phủ. Bác sĩ Trương xuất thân từ gia đình giàu có, cha mẹ hiền lành tốt bụng, ba người chị của chàng đều xuất giá, là con trai út. Chàng được cưng chiều vạn bội. Bác sĩ Trương rất tuấn tú khôi ngô, là một nam nhân lanh lẹ, có duyên, làm rung động rất nhiều trái tim cô gái. Con đường nhung gấm trải dài ở phía trước, nhìn chàng, thân thuộc bằng hữu đều ước ao được số đỏ giống như vậy, cho nên chẳng ai tin nổi là chàng tự sát. Vì vậy mà bệnh viện thành lập ngay một đoàn pháp y để điều tra về việc tự sát của chàng. Bắt đầu từ bối cảnh gia đình Trương Vĩ Lục, từ quá trình 6 năm ở trường học, cho đến khi tốt nghiệp vào y viện công tác. Toàn bộ tư liệu ghi chép hơn 500 trang, có thể thấy cấp trên và đồng nghiệp rất quan tâm về việc tự tử của chàng. Trong số sổ sách báo cáo có một đoạn ghi thế này. Một năm gần đây, người ta mới bắt đầu phát hiện ra tính chất đại trượng phu hùng dũng oai vệ của Trương Vĩ Lục bỗng dưng đổi thay, và cử chỉ hành động giọng nói của chàng xem ra có phần giống con gái. Ai cũng nghĩ chắc là do từ bé chàng sinh ra trong nhà có ba chị em gái, lại công tác kề cận toàn với nữ y tá. Vừa rồi khi kiểm tra cơ thể chàng, bác sĩ nói kích thích tố nữ quá thịnh, lấn át hẳn hùng tính của nam. Trong hồ sơ, bác sĩ Ngô Y Sương, người chủ trị cho chàng, còn ghi bệnh nhân Trương Vĩ Lục không thể tiếp thu kích thích tố nam để duy trì cân bằng, thậm chí còn bị hoạn tính vô năng, có nghĩa là biến giới bất lực. Tiếp theo hồ sơ ghi rằng chàng bị chứng hoạn như thế này đã lâu lắm rồi. Qua điều tra, thấy bối cảnh nhà chàng rất tốt, bản thân chàng thanh khiết, có tự ái cao, tính tình thuộc loại bảo thủ. Dù chàng sớm xa rời cha mẹ để làm việc độc lập, tuy ở một mình nơi phồn hoa đô hội, có đầy dẫy cám dỗ, khiến cho người ta dễ sa ngã như thành phố Bangkok. Hơn nữa, xung quanh môi trường làm việc của chàng toàn là mỹ nhân, thế mà chàng vẫn giữ thân như ngọc, quả là hiếm có.
khó được. Thêm một báo cáo nghiên cứu có giá trị khác nữa, ghi rõ Trương Vĩ Lục là người miền Nam Thái Lan, từng thi vào Đại học Y đạt thành tích hạng U tại Bangkok. Suốt 6 năm học Đại học Y, chàng ngủ tại ngôi nhà thuê gần trường. Hàng ngày, khi điểm tâm, chàng thích dùng cà phê, nước ép trái cây. Quan trọng nhất là buổi trưa và tối, chàng đều ăn cơm gà. Đây là món cơm gà Hải Nam trứ danh mà người Thái Lan rất ưa. Không có rau xanh, chỉ dùng thịt gà kèm cơm, là món ăn nhanh, vừa tiện nghi lại rất ngon miệng. Trương Vĩ Lục rất ưa ăn cánh và đầu gà, và chàng ăn ròng rã 6 năm. Một nghiên cứu có giá trị hơn nữa. Trước đây, nhà nông nuôi gà, ít nhất 6-7 tháng mới bán ra tiêu thụ. Nhưng bây giờ, nhờ nuôi gà theo khoa học, chỉ cần 40 ngày, gà vẫn lớn mau và rất nhanh chóng đạt đủ trọng lượng chuẩn. Ngày xưa, gà trống nuôi đến thời kỳ thanh xuân thì không thể phát phì, lớn mập. Người ta vì muốn hưởng dụng nó cho ngon miệng nên đã thiến nó đi, khiến thịt gà vừa béo vừa mập. Với đà phát triển tiến bộ, khoa học ngày nay đã phát minh ra loại thuốc khiến gà và những loại gia cầm khác mất đi khả năng sinh sản. Chẳng hạn như loại thuốc này được bào chế thành viên, nhét vào mồng gà hay phần bắp thịt dưới cánh. Ngoài ra, thuốc này còn được trộn vào thức ăn. Cho nên, trong lúc chúng ta hưởng dụng thịt gà trống béo phì, nào hay nào biết bản thân mình cũng uống luôn thuốc hoạn đó vào bụng. Hèn gì mà thời nay đàn ông bị bệnh hoạn tính vô năng, nhiều đến như thế, tất cả đều do ăn thịt gà thiến, heo thiến mà được. Trương Vĩ Lục rất ưa ăn cánh gà, đầu gà. Song, những bộ phận này chính là điểm tập trung dược vật. Cái hại đầu tiên mà dược phẩm này mang đến là nó ức chế toàn bộ hormone nam. Chính thuốc hoạn này đã liên tục ngấm vào cơ thể Trương Vĩ Lục ròng rã suốt 6 năm. Những dược phẩm này âm thầm tích lũy và phát tác thành một lượng thuốc khủng đến kinh người. Cuối cùng, ngay cả bác sĩ Trương Vĩ Lục cũng không thể trị lành chứng giới tính bị hoạn của mình. Như vậy thì làm người còn gì thú vị nữa? Đây chính là kết luận nghiên cứu sơ bộ về nguyên nhân việc tự sát của bác sĩ Trương. Cố nhiên là do chàng không biết mà thành vậy. Nhưng căn cứ theo bối cảnh Trương gia, ban điều tra còn có được một báo cáo kinh người. Té ra, ông nội Trương Vĩ Lục cả đời làm nghề hoạn heo, hoạn gà. Đây là việc tại quê nhà. Phụ thân chàng cũng từng theo phụ suốt 2-3 năm. Sau đó, do không muốn kế thừa sự nghiệp của ông nội bác sĩ Trương, cha chàng đã từ bỏ nghề hoạn đó. Đâu ai biết hành vi thực hiện việc tuyệt chủng này của tổ phụ chàng đã di họa đến đời thứ ba, khiến tử tôn tự sát tuyệt hậu. Nước tràn Kim Sơn Tự. Tháng 7 năm 1997, Chu nữ sĩ là giáo sư đại học cùng chồng lên Ngũ Đại Sơn bái Phật. Trong dịp tình cờ, nghe đồn hòa thượng tu hành uyên thâm, liền đến thỉnh giáo. Chu nữ sĩ khoảng 32-33 tuổi, người cao vừa tầm, da trắng gần, trên sống mũi đeo một cặp hiến gọng vàng, phong độ thanh nhã. Chu nữ sĩ kể, đôi mắt cô từ nhỏ không được tốt, luôn có cảm giác nóng như bị lửa đốt, cơn đau cứ ẩn hiện hành hạ. Vì đôi mắt này mà song thân cô đã ưu tư rầu lo rất nhiều, tốn biết bao nhiêu tiền bạc nhưng không trị khỏi. Sau đó, trong thời gian qua Mỹ du học, cô cũng đi khắp nơi tìm thầy nhưng không cách chi trị hết. Nghe Chu nữ sĩ kể bệnh tình xong, sư phụ nhắm mắt lại. Một lúc sau, ngài kể ra câu chuyện rất thú vị mà ngay cả tôi cũng không dám tin. Sư phụ nói: Các con biết câu chuyện truyền thuyết Bạch Xà, nước tràn Kim Sơn Tự chứ? Chúng tôi đáp: Dạ biết thưa thầy. Hồi nhỏ chúng con đã xem qua tác phẩm này, sau đó còn xem phim nữa. Sư phụ nói: Người ta ai cũng cho rằng
Đây chỉ là câu chuyện thần thoại hư cấu viết ra. Nhưng trong lịch sử, quả thật có chuyện này. Nhiều loài vật trải qua năm dài tháng rộng tu hành sẽ phát thần thông. Nhất là loài sống lâu năm. Đây tuyệt chẳng có gì kỳ lạ. Bạch xà hóa hiện thành cô vợ họ Bạch là bởi trong quá trình tu luyện, ả chưa đoạn trừ tâm dâm, nên lầm rơi vào đường tà, cứ bám chấp vào mục tiêu truy cầu tình yêu nam nữ ở nhân gian. Nhưng quy luật thiên nhiên không cho phép người và súc sống chung, có hành vi loạn luân như vậy. Cho dù xã hội hiện nay có văn minh tân tiến, quan niệm thoáng đến đâu chăng nữa, thì luân lý cũng khó dung. Trong truyện Bạch Xà, Hòa Thượng Pháp Hải ngăn cản Bạch Xà là do phát xuất từ tâm đại từ Đại Bi. Bởi nếu Bạch Xà không chấm dứt ngay hành vi loạn luân, thì ngày sau sẽ phải hối hận thống thiết. Vì tương lai, ả sẽ bị hủy hết đạo nghiệp ngàn năm và phải đọa vào địa ngục. Sư Pháp Hải đem Bạch Xà nhốt dưới tháp Lôi Phong, thực tế là để giúp ả tiêu trừ tâm dâm, cho ả bế môn tu hành, tự kiểm điểm, nhìn ra lỗi mình. Nhưng trong truyện Bạch Xà, tác giả đã viết hoàn toàn sai lệch. Vị sư Pháp Hải từ bi lại bị diễn tả thêu dệt thành giống như ác ma. Tác giả biến Phật, Bồ Tát thành kẻ bất thông tình lý, tận sức hủy pháp, bán tăng, gieo rắc ái tình diệm ảo trong nhân gian, ca ngợi quỷ tà, tô hồng tình yêu, sùng bái ái luyến cực độ, hoàn toàn không lưu tâm giữa người và súc sinh có khác biệt hẳn hòi. Tác giả đã dùng ngòi bút bất minh lý làm chánh tà điên đảo, hướng dẫn người phỉ báng Phật giáo, khiến họ mê muội theo. Đây chính là làm trái nhân quả. Phải quấy chẳng phân, uống thẳng thành công, người mắt sáng vừa xem là thấy rõ ngay. Hòa Thượng ngưng một chút, rồi nói tiếp. Vì sao tôi nhắc lại câu chuyện này cùng quý vị? Bởi vì đôi mắt bệnh của Chu nữ sĩ có liên quan đến cổ sự này. Cô ta đã từng tu niệm theo Pháp Phật, nhờ đức hạnh hộ trì Phật giáo mà chiêu cảm quả báo tốt, rất cần hiểu rõ nghiệp tội của mình đã làm. Câu chuyện Nước Tràn Kim Sơn Tự kể là Bạch Xà, Thanh Xà vì không nghe lời Hòa Thượng Pháp Hải khuyên răn, nên đã hỗn chiến cùng ông, dùng thần chú kêu gọi thủy thần nổi gió dâng sóng, làm nước ngập Kim Sơn Tự. Thuở đó, thủy thần không hiểu sự lý nên làm sai, lại nhè trợ ác hành nghịch, dâng nước ngập Lục Chùa, khiến thiên thần hộ pháp nổi giận. Thiên thần bèn dùng Lôi Quang đánh thủy thần. Khi hỏa châu sắp đánh vào mặt, thủy thần thân thủ vốn nhanh nhẹn nên đã kịp lặn xuống nước đào nạn, nhưng đôi mắt cũng bị tổn vì Lôi Quang đã thương, đau đớn khó chịu. Bộ hạ của thủy thần vội lấy giải băng mắt cô lại, gấp rút hộ tống đưa cô đến ngôi Tiểu Am trên núi. Gian cầu một vị hòa thượng có công phu giỏi trị bệnh chữa giúp dùm cho. Nhưng khi thủy thần tháo băng mắt ra, thì hòa thượng tu hành nhiều năm này bị nét kiều mị tuyệt diễm của thủy thần hấp hồn, khiến ông ngất ngây rồi cứ nhìn sững như hóa đá. Lập tức tâm ái luyến phát sanh, một điểm khởi sai là công phu tiêu hết. Do vậy hòa thượng trị bệnh không thành công. Thủy thần trong cổ sự chính là Chu nữ sĩ đời nay.
do đôi mắt kiếp trước bị nạn, dẫn đến nguyên nhân bình mắt đời này. Vị hòa thượng kiếp xưa nhìn thấy thủy thần, bỗng khởi phàm tâm. Nay là chồng cô. Chẳng phải bây giờ phu quân rất yêu thương, quan tâm, lo cho cô hay sao? Nghe những lời hòa thượng Diệu Pháp nói, mọi người đều hưng phấn, nhìn chăm chăm vào đôi vợ chồng này. Chu nữ sĩ có vẻ rất kích động khi biết rõ câu chuyện. Giờ nghe hòa thượng hỏi, cô quay qua nhìn chồng thật lâu, thật đầm thắm, và cười cười, xác nhận. Dạ đúng vậy, ông xã ông rất quan tâm và lo cho con, giống hệt như là ông đang chăm con nít vậy đó. Người chồng có vẻ lúng túng, ông khẽ mỉm cười, rồi cúi mặt xuống, không nói gì. Kế đó, sư phụ bảo hai vợ chồng họ. Hai con phải đến đại điện sám hối tội nghiệp xưa, làm nước ngập Kim Sơn Tự, cho dù không phải chủ ý của thủy thần, nhưng vì du tri mà thành ra trợ ác, tội không nhỏ đâu. Từ đây về sau, phải thường lạy Lương Hoàng Sám và năng tụng Kinh Địa Tạng, đôi mắt nhất định sẽ lành. Sư phụ lại quay qua bảo chồng nữ sĩ. Con vốn là một người chân chất, tu hành đàng hoàng, nhưng mỗi lần đến thế gian, đều không buông được tâm ái dục, nên công phu xem như bị thiệt. Đời này hai con đã nối tiếp tiền duyên, kết làm vợ chồng, càng phải cùng phát tâm, ngay một đời này nhất định phải siêng tu giới định huệ, chứng đắc vô thượng bồ đề. Ngưng một lát, hòa thượng nói tiếp. Có thể con chẳng tin chút gì về cổ sự ta kể. Thế nhưng khi về, chỉ cần làm y theo những lời ta nói, thành tâm sám hối, thì sẽ có hiệu quả. Một tuần sau, vợ chồng Chu nữ sĩ đến bái kiến hòa thượng. Vừa gặp mặt, tôi đã thấy đôi mắt cô ấy sáng long lanh, nhìn rất có thần, các mạch máu trong tròng trắng cũng không còn nữa, trông cô hết sức tươi tắn, rạng rỡ. Dù hai vợ chồng này đối với câu chuyện sư phụ kể lòng rất hoài nghi, nhưng họ vẫn quyết định sám hối chân thành, y như lời ngài khuyên. Nào dè, lúc đến trước Phật đường sám hối, thì cô bỗng cảm giác có một luồng khí mát mẻ xâm nhập vào mắt, làm cho mắt cô rất dễ chịu. Từ nhỏ đến giờ, đôi mắt cô chưa từng có qua cảm giác tuyệt vời đến như thế. Cảm thọ này khiến cô nhận ra mình chính xác đang được Phật lực gia trì. Do vậy mà cô vững tin câu chuyện sư phụ kể là có thật. Chồng cô cũng bị chấn động sâu sắc. Hai người ngày tối đó tại Tân Quán Khách đã cùng chí thành tụng Kinh Địa Tạng, sám hối tội lỗi của mình. Sáng ra, khi mở mắt, cô thấy nhãn thần của mình không còn nóng đau nữa. Điều này làm họ kinh ngạc và vui mừng vô kể. Thế là hai vợ chồng hàng ngày tụng Kinh Địa Tạng, tha thiết sám hối. Hiện nay, mắt cô Chu đã lành hoàn toàn, thời gian quay về cũng đã đến. Họ đặc biệt tới cảm tạ và bái biệt sư phụ, còn bày tỏ rằng sau khi về Đài Loan sẽ mỗi ngày dành thời gian lễ tụng Lương Hoàng Sám. Chu nữ sĩ còn một vấn đề nan giải, xin thỉnh giáo sư phụ. Cô thưa, nếu như khi về con bị người hỏi làm sao mà trị lành được đôi mắt, thì con phải trả lời làm sao đây? Vì con không thể nói mình chữa trị ở y viện nào, lại càng không thể thố lộ đời trước mình là thủy thần trong chuyện Bạch Xà từng dâng nước làm ngập Kim Sơn Tự. Nếu con giải thích như vậy, thiên hạ không nói con điên mới là lạ. Câu này khiến mọi người tại hiện trường đều bật cười. Sư phụ đáp, rất đơn giản, con cứ nói mình tại Ngũ Đài Sơn tụng kinh bái Phật mà được lành. Dù đối với sư phụ tôi tin tưởng 100%, nhưng khi nghe ngài kể về câu chuyện này, lòng tôi không thể không có chút hoài nghi. Bởi thời thơ ấu tôi từng nghe người lớn nói, chuyện Bạch Xà chẳng qua chỉ là một truyền thuyết.
sao giờ đây lại có thực được? Không những vậy, hiện thời còn có một thủy thần tái thế bằng xương bằng thịt đang ở ngay trước mắt tôi nữa chứ. Thế nhưng mấy ngày sau, kết quả thực tế đã khiến tôi tiêu tan nghi hoặc, bằng chứng là đôi mắt Chu nữ sĩ rõ ràng đã hoàn toàn hồi phục. Lúc đó người biết việc này tối đa chỉ có 6-7 vị. Tôi mong rằng một ngày nào đó, nếu Chu nữ sĩ tình cờ xem đến cuốn sách này, sẽ không đem lòng giận tôi. Được vậy là quý lắm rồi. Cho dù khi tường thuật lại sự kiện này, các tên thật đều được tôi thay đổi, nhưng rốt ráo là tôi chưa có xin phép, chưa có chút đồng ý nào của cô mà đã mạo muội tiết lộ. Nếu như câu chuyện này khiến các bạn có được nhận thức tốt và hiểu biết sâu hơn đối với nhân quả và Phật Pháp, thì công đức này là của vợ chồng cô. Cầu mong hai người sớm chứng thánh quả. Ngày đây, tôi cũng hy vọng các cư sĩ đại đức có văn tài cao, có thể dùng ngồi bút tuyệt vời của mình viết mới lại truyện Bạch Xà theo quan điểm Phật giáo và ghi thêm câu chuyện tái thế tình duyên của thủy thần. Nếu như không hiểu rõ về Bạch Xà, Thanh Xà, Hứa Tiên, chúng ta sẽ cầu giúp đỡ nơi Hòa Thượng Diệu Pháp và cũng có thể đem câu chuyện chân thực, chứ không phải sai lệch này, dựng thành phim truyền hình diệu tập như điện ảnh Đài Loan đã từng công diễn chuyện đời Ngọc Lâm Quốc Sư trong tái thế tình duyên vậy. Hy vọng truyện Bạch Xà viết lại này sẽ là tác phẩm tốt giáo dục người, đồng thời cũng khôi phục lại danh vị xứng đáng cho Hòa Thượng Pháp Hải. Đây cũng là một việc công đức vô lượng, đến như lai lịch Hòa Thượng Pháp Hải. Tâm sự quý phu nhân, tan nát lại đoàn viên. Tôi tên là Mã Kim Lộ, vợ của Lữ Sơn Kiệt. Tôi đã quy y Phật giáo, cũng là đệ tử Hòa Thượng Diệu Pháp. Mọi người gọi tôi là Mã Cư Sĩ. Tôi vui lắm. Con trai của tôi 14 tuổi, tuy nó chưa có quy y Phật, nhưng cũng thay đổi rất là tốt. Còn gì tôi chép kinh Địa Tạng nữa đó. Gia đình tôi hiện tại tôi chẳng có giàu có, nhưng chẳng vất vả lo ăn lo mặc. Điều khiến mà tôi mừng nhất là, từ lúc Lữ Sơn Kiệt bước vào đường học Phật, anh đột nhiên biến thành một người khác, thay đổi hẳn luôn à nha. Mới đầu nghe anh nói sẽ theo đạo Phật tập tu, ngay cả tôi cũng không dám tin, còn cho rằng chắc anh đã bị bệnh gì đó. Tôi không dám nói là bệnh thần kinh, dù có nghi như vậy. Ngày nọ, thấy anh ôm tượng Phật bước vào nhà, thượng lên bàn, thờ phụng tại phòng khách. Từ đó, hàng ngày thắp hương lễ bái tụng kinh. Tôi làm gan hỏi. Nè, người như anh mà cũng biết thắp hương lạy Phật hả? Liệu Phật có chứng, có chúc phúc cho không vậy? Anh ôn tồn đáp. Y như con trai mình có tính bướng lì, hay gây chuyện, không chăm học, nói danh là học sinh dở, học sinh tồi, thì vị thầy dạy nó không phải là ngày nào cũng mong nó thay đổi ngoan ngoãn trở thành học sinh tốt hay sao. Lữ Sơn Kiệt tôi, từ đây trở về sau, muốn là một người thiệt là tốt, thì sao không thể học theo Phật được? Mà nè, hồi xưa tôi thường gây gỗ chửi bà, có lúc còn đánh bà, đều là tôi có lỗi, tôi sai hết. Từ nay, tôi thề bỏ uống rượu, bỏ hút thuốc, dứt tuyệt ăn mặn. Tôi nguyện là một người xứng đáng làm đệ tử ngoan của Phật. Nếu mà bà còn giận á, thì cứ đánh tôi cho hả giận đi, cho nhẹ lòng đi, hen. Ôi trời ơi, ôi mẹ ơi, hôm nay mặt trời mọc ướng tay rồi sao? Lữ Sơn Kiệt đã nói lời của con người rồi nè. Những lời anh nói khiến tôi mở to mắt, khiến tôi nhìn sững. Anh càng nói, tôi càng tuôn lệ đầm đìa. Chẳng biết duyên số dung rủi như thế nào mà hồi tuổi trẻ xinh đẹp tôi lại chọn anh. Thuở đó tin anh ngang tàn, ưa đập lộn, ưa gây chuyện nên nổi danh khắp hương thôn. Hồi đó tôi còn ngưỡng mộ cho anh là có khí phách hảo hớn nữa chứ. Tôi nghĩ nếu lấy anh rồi thì tương lai sẽ không ai dám bắt nạt tôi. Mà đúng thiệt, quả thật là chẳng ai dám ăn hiếp. Không riêng gì bạn bè thân quyến, mà kể cả chòm xóm láng giềng cũng đều lánh xa tôi. Sau này mới biết, anh là trùm du đảng,
Như vậy, tôi nghiễm nhiên thành quý phu nhân của ông Trùm. Vậy thì, đố ai dám động tới? Hàng ngày sau khi tan sở, chồng tôi thường không về nhà. Anh cứ la cà ở ngoài tụ họp cùng đám bạn bè đồng chí nhậu nhẹt. Hãy uống nhiều thì gây lộn, vậy tưng lên. Không chỉ thế, ở nhà ăn cơm, anh cũng nhậu. Chưa xong tiệc rượu thì đã say khướt, nổi điên, đập đông đánh tay, bóng con loạn sĩ à. Có lần vì chút chuyện giặt, anh mắng tôi. Tôi đâu có nhịn được, tôi liền trả treo lại mấy câu. Thế là anh giang tay đánh. Bộp vào mặt tôi, cú tát đập mạnh vào tay trái. Lúc đó mắt tôi nổ đom đóm, tôi té xuống, ngất xỉu. Khi tôi tỉnh lại, thì tay trái hết còn nghe ngóng được gì. Tôi đến bệnh viện khám. Bác sĩ nói, tay tôi bị lũng màng nhĩ. Hồi đó, mái ấm của chúng tôi rất hiếm khi không có chuyện. Việc đánh mắng gây gỗ thường xuyên xảy ra. Tục ngữ nói, gần mực thì đen, rất đúng. Do hôn nhân không hạnh phúc, vợ chồng luôn bất hòa. Cuộc sống bị dấn chìm trong khổ não, phẫn nộ, khiến tôi dần dần lây tật xấu của anh. Tôi cũng thành nữ anh hùng để nổi nóng, cáo bực. Tôi cũng nhậu, bí tỉ, hút thuốc mịt mù. Lúc đó tôi nghĩ anh chẳng để tôi sống an qua ngày thì tôi dựa vào đâu mà tiết kiệm cho anh chứ. Hãy lãnh lương xong, thì tôi ăn to uống lớn, đi gầy sòng nhậu, mượn men rượu giải sầu, phiêu du trong khói thuốc. Nói khiêm nhường thì một ngày tôi có thể nốc cả bình rượu, hút hai gói thuốc. Việc tìm vui qua chất kích thích của men bia, khói thuốc đã đem đến cho tôi nhiều bệnh hoạn. Đồng lương ít ỏi lại phải đổ hết vào bệnh viện. Thường là mới nửa tháng, túi tôi đã rỗng. Thế là tôi cứ sống xiên xẹo cho qua ngày. Hai chúng tôi hãy ngồi vào bàn dậu, một khi gây chuyện thì rượu và thức ăn bay cùng nhà. Con cái khóc rùm, vợ chồng cứ cãi lên, chúng tôi có nói chi, làm gì, láng giềng cũng chẳng ai thèm khuyên ngăn. Bạn xem, duyên nợ của chúng tôi là vậy đó. Thế mà cũng gọi là mái ấm, là gia đình. Nhờ hai vợ chồng cư sĩ Lý Linh dùng Phật Pháp, cứu vớt cái gia đình đổ nát của chúng tôi, nên tôi được biết đến đạo Pháp, và bước vào con đường học Phật, nói gót sau Lữ Sơn Kiệt. Tôi quy y Hòa Thượng Diệu Pháp rồi. Liền thề dứt bỏ hết tất cả các thói quen xấu. Hiện nay, không những gia đình chúng tôi thay mới đổi tốt, mà tà khí trên mặt của Lữ Sơn Kiệt cũng biến mất tâm luôn, không có còn tung tích nữa. Mặt anh không còn u ám mà rất sáng. Còn bản thân tôi lúc trước thì bệnh hoạn đầy thân, bây giờ không chữa trị mà được lành. Sự khang kiện ngày xưa, khó bề tìm thấy, nay đã xuất hiện. Khi soi gương tôi thấy dung nhan tiều tụy héo xào của mình đã biến đổi, hồng hào tươi tắn đến ưa nhìn luôn á. Hôm nay sẵn dịp cư sĩ Quả Khanh viết báo ứng hiện đời tập 3, chúng tôi chủ động yêu cầu xin cho viết kể chuyện xa đọa của chúng tôi ra. Dù sao vợ chồng chúng tôi sớm đã là danh nhân, từng xấu đến chẳng thể xấu hơn được nữa, cho nên chẳng sợ mất mặt, mất danh, chẳng sợ bị khi dễ trong mắt ai nữa. Điều tôi muốn nói là, chúng tôi từng là những kẻ tồi tệ đến như vậy, gia đình rách nát đến như thế, mà vẫn còn có thể thay đổi, và biết Phật Pháp nên tu sửa tâm tính, đổi mới cuộc đời mà hiện tại được hưởng hạnh phúc. Vậy thì các bạn, những người có nhân cách hơn hẳn chúng tôi, hoặc tệ cỡ chúng tôi đi nữa, thì tại sao lại không thể sống hạnh phúc? Vì sao các bạn không mau chóng chọn cho mình một con đường ly khổ đắc lạc? Đệ tử Mã Kim Độ kính ghi và Chí Thành đảnh lễ Tam Bảo. 14 tháng 11 năm 2002.